Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Đức Huỳnh Giáo Chủ Tiên Tri ứng nghiệm do Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo như sau. Đức Huỳnh Giáo Chủ Tiên Tri ứng nghiệm tặng bạn ngày xuân chén rượu nồng, uống rồi vùng vây khắp Tây Đông, đem nguồn sống mới cho nhân loại để tiến, tiến lên cõi đi đồng. Rượu xuân càng nhấp càng say, gió xuân càng thổi thì tài càng tăng. Ngày Tết năm nay ở chiến khu bưng biển gió lốc tiếng vi vu, xa xa súng nổ thay trừ tịch. Dân Việt còn mang nặng mối thù. Chiếc nóc ngủ và vũ khí tầm vông trong ngày đầu chống Pháp, mối thù nô lệ trả chưa xong, Pháp tặc còn chiêu giống lạc hồng. Dùng thói dã man mưu thống trị, thì ta quyết chiến dễ nào không, dễ nào không dám gắng hy sinh, giữ vững non sông đất nước mình. Tự lập nghìn xưa gương trói dạng, anh hùng khởi xuất trốn dân binh, dân binh nam việt mấy ai bì không súng tầm vông cũng vác đi sông lướt trận tiền ngăn giặc mạnh liều thân cứu nước lúc lâm nguy nước lúc lâm nguy há đứng nhìn lòng mang đại nghĩa để thân khinh máu đào xương trắng phơi đầy nội quyết đổi tự do mới thỏa tình thỏa tình được sống dưới trời đông tổ phụ ngày xưa rất đẹp lòng nhìn thấy cháu con không thẹn mặt từ đây non nước thoát nguy vong Đức Thầy viết ngày 2 tháng 1 năm Đinh Hợi 1947 ở Bình Hòa. Lời Bình, đoạn sấm cuối cùng tiên tri Việt Nam chiến thắng giặc Pháp trong trận điện Biên Phủ năm 1954. Thỏa tình được sống dưới trời đông, tổ phụ ngày xưa rất đẹp lòng. Nhìn thấy cháu con không thẹn mặt, từ đây non nước thoát nguy vong. Hình ảnh quân Pháp đầu hàng ở trận điện Biên Phủ năm 1954, Việt Nam chiến thắng vẻ vang đừng ham làm chức nắc nia ngày sau như khóa không chìa dân ôi tu hành như thể thả trôi nay lở mai bồi chẳng có thiền tâm mưu sâu thì họa cũng thâm ngày sau sẽ biết thú cầm chỉnh ghê hùm beo tây tượng bộn bề lại thêm ác thú mãng xả giết to bá ra ai biết thì lo gác tai rèm xiềm đôi co ích gì hết tây rồi đến huy kỳ siêu cao thuế nặng vậy thì thiết tha dân này như thể không cha chẳng ai dạy dỗ thiệt là thảm thương. Trích quyển khuyên người đời tu niệm, Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ viết tại Làng Hòa Hảo năm Kỷ Mão 1939. Lời bình, qua đoạn sấm ngắn gọn, Đức Huỳnh Giáo Chủ tiên tri quân Mỹ thua trận chiến Việt Nam và rút chạy. Những ai theo Mỹ sẽ phải vào tù chạy cải tạo. Ngài khuyên con dân nước Việt phải giữ ân đất nước. Đừng ham làm chức nắc nia. Ngày sau như khóa không chìa dân ôi. Hình ảnh quân Mỹ thua chạy khỏi Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 và quân lính Việt Nam Cộng Hòa vào tù. Cơ thâm thì họa diệt thâm. Nào trong sách sử có lầm ở đâu, người khôn nghe nói càng giàu. Người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sau sẽ thấy hùm beo. Khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này vương lịnh minh vương. Với lịnh Phật đường đi xuống giảng dân thấy trong bá tánh phàm trần, kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tà, mặc ai bản tán gần xa. Quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân, kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi, nam mô, mô Phật tử bi. Miệng thì niệm Phật lòng thì tà gian, khắp trong bá tánh trần hoàn, cùng hết xóm làng đều bị người điên. Điên nảy xưa cũng như ai, vào các gia đài tột bực giàu sang, nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn giật lâm san tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thần thơ lại gặp đức thầy biểu Sơn, cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn dạy truyền. Thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ nói chuyện chân tu. Dương Trần kẻ trí người ngu, ham vóng ham dù danh lợi xuê sang, cờ đà đến nước bất an chẳng lo tu niệm tham gian làm gì. Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha, yêu chúa kính vì tổ tông, ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi, chừng nào mới đặng thành thơi. Dậu Phật ra đời thế giới bình yên, khuyên người đời tu niệm, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Lời bình, câu sấm, rồi sau sẽ thấy hùm beo, khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương một chữ là một nhiệm màu. Chữ hùm ám chỉ năm cọp nhâm dần 2022, chiến tranh Đông Âu Ukraine bùng nổ. Chữ bèo ám chỉ năm nào, chiến tranh xảy ra ở đâu. Muốn biết chữ bèo ám chỉ năm nào và chiến tranh xảy ra ở đâu, người đạo hãy cẩn thận tìm nguyên do sau đây. Bồ Tát Phật giáng trần trong cảnh dầu sôi lửa bỏng khẩn trương truyền đạo kêu gọi chúng sanh gấp rút tu hành. Bồ Tát Phật không có thì giờ dỗi rảnh làm thơ vịnh nguyệt mơ màng viển vông mây nước hay tả cảnh hoàng hôn tím yêu thương vu vơ. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Ngài đều khế hợp thiên cơ. Ngày 24 tháng 7 năm 1941, Đức Huỳnh giáo chủ nhìn tượng con beo đá trưng bày tại nhà ông Võ Văn Giỏi. Thầy đã làm bài thơ vịnh con beo đá để gửi thông điệp thiên cơ. Beo ơi, beo hỡi là beo. Gần cọp sao mi lại giống mèo ngóng cổ chờ ai đem thịt tới. Hay chờ gạt chó cướp đàn treo, bạc liêu, ngày 1 tháng 6 nhuần tân tị, tức ngày 24 tháng 7 năm 1941. Thiên cơ bất khả lộ, Bồ Tát muốn hé lộ thiên cơ phải dùng phương tiện nói mẹo bóng gió hư hư thực thực, ý tại ngôn ngoại, dương đông kích tây, nói cái này ám chỉ cái kia, những chữ như beo, mèo. Cướp đàn treo ám chỉ năm quý mão 2023 mèo chiến tranh bùng nổ khốc liệt cướp đàn treo vùng Trung Đông, thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết thê thảm, dân chúng di tản, đói khát tràn lan. Ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông, khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông. Trích lời Đức Huỳnh Giáo Chủ Ngoài nổ thế chiến ba khởi từ Trung Đông năm quý mão 2023, khi mặt trận Trung Đông tạm ngưng, sẽ đến vùng Á Đông chiến tranh Á Đông chết chóc kinh hoàng, Mỹ dùng vũ khí nguyên tử đánh phủ đầu nước tàu. Đức Thầy dụng thần thông hóa ra gánh hát sơn đông đến gò công tiên tri nước tàu lâm nạn như sau. Đảng Vân đến tỉnh gò công. Vì thương dân thứ mới hồng đến đây, sư kia bão lụt tỉnh này. Mà sau cảnh khổ xứ này gần hơn, yêu dân lòng nọ chẳng sờn. Thầy hát tớ đờn dậy cũng khắp nơi. Khỏi đây bà diện tách vời. Đến đó vậy thời trời mới sáng ra, chợ này đông đúc người ta. Nhiều đuông trà là lại với nho tươi, đến đây thầy tớ hóa mười. Nói nói cười cười bán thuốc sơn đông, ai ai đều cũng ngóng trông, coi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong bụng xáo xào, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tỉnh việc đời gần bên, khổ đà đi đến như tên dáng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Vinh này của Đức Phật bà, của ông Phật tổ ban mà cho dân, tu cho nhàn toại tấm thân. Đừng làm tàn ác xa lần tiên bang, hát kêu bớ kẻ giàu sang. Dáng lo làm phước làm doan mới là à. Trích khuyên người đời tu niệm. Đức Huỳnh giáo chủ viết tại Hòa Hảo năm 1939. Trận chiến Á Đông kéo dài đến năm kỷ dậu 2029. Phật Di Lạc ra đời tại Thánh Địa Nam Việt Nam dùng phép thần thông chấm dứt khói lửa, đã được Đức Thầy tiên tri như sau. Ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi, chừng nào mới đặng thành thơi. Dậu Phật ra đời thế giới bình yên. Trích khuyên người đời tu niệm, Đức Huỳnh giáo chủ viết năm 1939. Tây phương cực lạc Phật hàng hà, ta dáng bền lòng Phật chẳng xa, trong cõi trần mê còn mong đợi thấy Phật chỉ tâm đến năm gà. Muốn rõ đạo màu, Đức Thầy viết tại Hòa Hảo, năm canh thìn 1940. Sydney, ngày 4 tháng 11 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.